mọi người nhá. Đây, hôm nay mình mới mua cái máy con Shimano Ultega 6000. Con này em của nó đây. Em ở đây. Shimano Ultega Japan. Con này là giá mình mua là 1,7 triệu. Này êm lắm. Cuối kêu còn con này là con Sumoji Trung Quốc này, hàng Trung Quốc chán lắm, dùng vớ vẩn lắm, kêu cành cạch. Con này có 200 đây, cuối thì dơ hồng ngọc, dơ hồng ngọc này, kêu cũng non con, dơ lắm, dơ lắm. Bây giờ mình tháo ra đây cho mọi người nhìn luôn. Cái này thì bằng inox này, thử nam châm thì không dính này, là inox. Cái này thép này, cái này sắt này, cái ốc này thì cũng bằng sắt này, cốt này cũng bằng sắt chứ không bằng đồng. Nếu các loại máy xịn thì cái phía trong này là bằng đồng này, cái ốc này bằng đồng này, nhựa này thì nắc cứ nắc na nắc lư dọc gạch lắm. Như cái bộ bánh răng này, cơ bản là cái bộ bánh răng này nữa, mọi đồ nó, mọi thứ nó đều không ngon. Đây, cái tay này thì nó đã hỏng rồi, em cũng cho cái máy này nhưng mà nó chưa dùng được bao nhiêu đã hỏng cái tay rồi, tay này rồi. Máy này cậu mua chắc chỉ 200.000 thôi. Đây, tay bật này, tay bật, bật thì cũng nhẹ nhàng. Đây, xem tay bật xịn nhá, tay bật xịn mở rồi. Bật chắc chắn hơn, mạnh hơn. Khi kéo cá kéo đây nó không thể bật ra được. Có cái máy xịn này để chiều này này, quay mở ra này, quay đến cái tầm này của nó là tự nó khóa lại được. Để xem con này nó tự khóa không nhá. Con Sumoji này xem này, đây mở ra à, cũng tự khóa được, nó cũng tự khóa được, nhưng mà cơ bản là cái chất lượng cái bánh răng trong đây này. Đây mình tháo ra cho mọi người xem luôn nhé. Đây mọi người chờ tí để mình lấy cái kìm. Xem con Sumoji này như nào. 12 còn lên 12 đi rồi. Con này gen gập này, cái này thì hệ thống chống trượt thì nó lại là ở đây. Chống trượt nó nằm bánh răng này, chống trượt chống vào cái nhựa này luôn. Hôm vừa rồi mình tháo cái con máy Nhật bãi ra thì cái hệ thống chống trượt của nó khác con này. Con này chống trượt nó lại chống vào đây này, chống vào cái thành này.
sống qua đây mà cái này bằng nhựa này, nếu mà gặp cá to là sẽ trượt cái răng này mất, dễ trượt, khả năng lớn dễ trượt. Đây mình tháo bên trong cái răng ra như nào nhé. Nó không được đảm bảo nên là cái độ tin cậy mình là không có. Cái máy câu của mình nó nhỏ quá thì là mình lấy cái máy này mình dùng thử câu thì cũng được cá đấy, nhưng mà cái độ tin cậy thì mình không có nên mình quyết định là mình không dùng nữa. Dùng đến lúc gặp cá to mất thì tiếc. Đây, bánh răng đây. Xem chất liệu này là chất liệu gì nhé. Chất liệu này nếu mà nhôm thì còn được. Đây là kim loại đây rồi. Kim loại. Cái bạc này thì bằng nhựa này. Bạc nhựa giống cái máy Nhật bãi kia thì nó là bạc bằng đồng. Bạc này bạc nhựa. Bánh răng này bằng nhôm, cái này bằng nhôm. Hệ thống bằng nhôm. Cái trục này bằng kim loại này. Bánh răng nhôm. Bánh răng nhôm thì cũng dùng được thôi. Nhưng độ tin cậy nó không thể bằng bánh răng thép được. Bánh thép nó vẫn già hơn. Dùng hàng thương hiệu thì bao giờ mình cũng tin tưởng hơn, tin cậy hơn, nó dùng nó yên tâm. Con này chắc chỉ giải câu cá bé thôi. Con này là máy Sumori 7000, con kia là Shimano 6000. Tí mình thử xem hai con này so sánh nhau xem là nó to nhỏ nào. Đây nó tụt cái này ra đây, lắp vào nào đây. Bây giờ mình thử lắp xem có được không nhá. Lúc mình tháo ra mình để ý là nó lắp vào đây này. Chiều nào đây, chiều này. Đây. Chiều này rồi, để mình lắp vào xem có được không nhá. Xem được này. Mất tay quay rồi xem nào. Chiều ngược này, chiều ngược khóa được rồi này. Như vậy là mình lắp cái khóa đấy đúng rồi. Rồi, rất êm ái. Máy mới nó êm ái. Đây xem, mở khóa này. Là hai chiều này, hai chiều chạy bình thường này. Khóa này lại này. Khóa một chiều này. Rồi, khóa một chiều hoạt động bình thường rồi. Lắp cái lô này vào nhá. Cái lô này lô kim loại này. Đấy.
Cái này được cái nô này được kim loại này. Nói chung cái máy này cũng chỉ bắt KPS thôi. Ôi sao nó chui sâu vào này. Ở đây nó còn cái, còn hai cái bánh, còn cái bánh răng nhỏ này. Còn cái bánh răng để nó tiếng tạo tiếng kêu cành cạch này. Đến cái nong đen, nong đen nhựa thì đưa này vào nó sẽ kịch tiến điểm đấy, nó không sâu quá. Đây, con này 7.000 so với con này là 6.000. Đường kính nô thì cũng ngang nhau. Độ to thì Sumori 7.000 so với con Shimano Untega 6.000 thì cái lô thì ngang nhau, nhưng cái cả thân máy này cảm thấy con Shimano nặng hơn nhiều ấy, nặng hơn nặng ấy. Con Shimano này cầm nặng chắc tay hơn, nó độ dày dặn. Dày dặn hơn, nó nặng chắc chắn hơn. Còn các bánh răng này thì chắc chắn nó bằng thép rồi, nó sẽ tin tưởng hơn. Nên mình quyết định mình vào dây con này để mình, con máy này để mình dùng. Con máy này thì để câu cá bé thôi, câu sông trong thôi. Còn đi sông ngoài cá to đánh con này cho nó độ tin cậy tốt hơn và mình yên tâm hơn. Rồi, mình chia sẻ với mọi người cái máy Yumoshi đây, chữ của nó đây. Yumoshi. Giá khoảng 200.000. Cũng dùng tạm thôi. Hai muốn đầu tư ít tiền gọi là có máy dùng thì cũng dùng tạm được. Cái tay quay đã hỏng rồi nhé, mới dùng đã cậu đã bỏ hỏng cái tay quay, thay cái tay quay khác đi. Đấy. Đây, cái đít này ngắp nốt vào nhé. Đấy, mình chia sẻ cho anh em tham khảo xem là có quyết định tự mình quyết định nên dùng máy gì. Thà mình đầu tư máy chất lượng thì mình dùng nó lâu dài, đỡ phải mua máy khác. Chứ mua những cái hàng rẻ xong rồi nó nhanh hỏng, nhanh cứ đi lắm. Rồi, em thì chào mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video nhé. Hẹn mọi người video tiếp theo.